Xin chào toàn thể anh em đội bóng thân thương đang theo dõi cả bóng đá. Arsenal, một cái đội bóng đã vào guồng, cũng không hẳn là vào guồng mà họ đã rất may mắn ở những cái đấu trường đấu cúp khi mà Mikel Arteta tham gia hai cái giải đấu cúp và ông mang về liền hai danh hiệu đó là FA và Community Shield. Bắt đầu mùa giải mới thì họ cũng đã thể hiện một cái bộ mặt cực kỳ ấn tượng ở hai trận derby thủ đô trước West Ham và trước Fulham. Tuy nhiên, vừa qua thì Mikel Arteta đã trở về mặt đất cùng với các cầu thủ của mình sau khi mà họ gặp một cái chướng ngại thật sự, đó là những nhà đương kim vô địch Liverpool, và họ đã phải nhận thất bại 1-3. Sau cái vấp ngã đó thì lần lượt họ sẽ tiếp tục có những cái bài test, những cái bài thuốc thử cực kỳ nặng đô, và đó là những cái bài thuốc thử thật sự để xem là Arsenal có thật sự bay cao thật sự dưới bàn tay của Mikel Arteta hay không. Đó là những Sheffield United, đó là Leicester City, đó là Man United, Man City, như đội bóng đang chờ sẵn sàng để đối đầu với lại Arsenal của Mikel Arteta và chặng đường sắp tới của huấn luyện viên người Tây Ban Nha cực kỳ dòng bão. Hành quân đến Anfield chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là khi Liverpool đang sở hữu thứ sức mạnh vượt trội so với phần còn lại tại đảo quốc sương mù. Người Arsenal đương nhiên cũng hiểu điều đó. Thế nhưng với những tín hiệu tích cực đến từ hai trận đấu đầu tiên, các cổ động viên lạc quan vẫn mơ về một điều thần kỳ. Chúng tôi muốn làm khó Liverpool không chỉ trong đêm nay mà còn là cả mùa giải tới. Những phát biểu của thủ quân Pierre-Emerick Aubameyang như tiếp thêm sự tự tin cho người hâm mộ đội nhà. Dù vậy, khi họ còi kết thúc trận đấu vang lên, chẳng ai còn mơ mộng nữa. Sadio Mane, Andrew Robertson cùng với Diogo Jota lần lượt từ người tung ra những cú bạc tai chát chúa để lôi người Arsenal về với mặt đất. Và có thể cơn ác mộng tại Anfield vừa qua chỉ mới là khởi đầu mà thôi, bởi sắp tới Arsenal sẽ phải trải qua một lịch thi đấu không thể dễ thở hơn được nữa. Sau chuyến làm khách tại Anfield vừa qua, Arsenal một lần nữa sẽ phải chạm trán với binh đoàn vô địch của Jurgen Klopp, và địa điểm thi đấu tiếp tục lại là Anfield. Trước The Cop, Arsenal đã bộc lộ rất nhiều yếu điểm cả ở khâu phòng ngự lẫn mặt trận tấn công. Chính vì vậy chắc chắn là Mikel Arteta sẽ cần phải đưa ra những sự điều chỉnh cả về yếu tố chiến thuật lẫn yếu tố con người. Về mặt trận phòng ngự, 3-4-3 với sự kết hợp giữa Kieran Tierney, David Luiz cùng với Rob Holding có vẻ không phải là một ý hay. Có lẽ Arteta muốn sử dụng Tierney cho vị trí trung vệ là trái nhằm tận dụng tốc độ của anh để ngăn chặn những tia chớp bên phía The Cop là Mohamed Salah và Trent Alexander-Arnold. Dù vậy, anh đã không có một trận đấu hay, và khi một cầu thủ trẻ như Tierney chơi không tốt, Arsenal cần tới kinh nghiệm cùng sự chắc chắn của một chiến binh lão luyện. David Luiz thì có thừa kinh nghiệm, nhưng sự chắc chắn là thứ mà chưa bao giờ là điểm mạnh của anh. Còn với Rob Holding, cầu thủ sinh năm 95 vẫn chưa tìm được phong độ tốt nhất của mình. Ở khâu tấn công, sau trận đấu vừa qua, nhiều người đã nói rằng đáng lý Daniel Ceballos nên được tung vào sân ngay từ đầu, và nếu Mikel Arteta đến làm vậy ở màn tái đấu sắp tới, rất có thể cái tên bị đẩy lên ghế dự bị sẽ là Mohamed Elneny. Sheffield United của Chris Wilder sẽ là những kẻ ngáng đường tiếp theo mà Arsenal phải đương đầu sau khi trận đấu với The Cop khép lại. Rõ ràng, Sheffield không phải là một đối thủ dễ chơi với Arsenal, kể cả khi thời điểm hiện tại họ chỉ có được vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng. Mùa giải năm ngoái, Sheffield United chính là một trong những câu lạc bộ có hàng thủ kiên cố bậc nhất ở Premier League với thành tích chỉ vỏn vẹn 39 bàn thua. Huấn luyện viên Chris Wilder nắm trong tay hàng thủ tốt thứ tư ở Premier League, và nếu không phải Covid-19 khiến các giải đấu có một khoảng thời gian bị tạm hoãn, để rồi khi trở lại, Sheffield không thể duy trì được phong độ ấn tượng như trước, thì rất có thể chỉ có mỗi Liverpool là để thủng lưới ít hơn họ mà thôi. Trong mùa 2019-2020, Arsenal đã đụng độ đội chủ sân Bramall Lane 3 lần, 2 lần trong khuôn khổ Premier League và 1 lần ở FA Cup. Năm ngoái, Arsenal lên ngôi vô địch FA, vì vậy dĩ nhiên là họ thắng Sheffield ở đấu trường này. Thế nhưng, ở hai cuộc đụng độ ở Premier League, Arsenal chỉ giành được 1 điểm trong tổng số tối đa 6 điểm. Dĩ nhiên là bây giờ Arsenal đã khác trước, và Sheffield United cũng vậy. Thế nhưng, chắc chắn là sẽ chẳng có một sự chủ quan nào đến từ các cầu thủ chủ nhà. Chờ đợi họ, hẳn là một Sheffield United chơi phòng ngự chắc chắn và sẵn sàng tung ra những đường phản công sắc lẹm. Và nếu Arsenal cứ phòng ngự như cái cách mà họ đã từng làm trước Liverpool, sẽ không bất ngờ khi pháo thủ một lần nữa gieo nỗi buồn cho những Gunners. Tôi không thể tin những gì mình đã chứng kiến trong trận đấu với Leicester City. Đó là phản ứng của huyền thoại Roy Keane sau khi chứng kiến Man City bị bày cáo thảm sát với tỷ số 5-2 ngay tại Etihad. Rõ ràng vào lúc này, sức mạnh của The Citizens đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Dù vậy, người ta thất vọng về Man City như thế là bởi vì họ xem đội bóng này như ứng viên cho chức vô địch, là một câu lạc bộ sở hữu thực lực vô cùng mạnh. Còn với Arsenal, rõ ràng trong con mắt của phần đông người xem bóng đá thì lúc này họ chỉ là một ứng viên cho tấm vé dự Champions League mùa sau mà thôi. Bởi vậy, Arsenal vẫn sẽ là đội cửa dưới trong cuộc đấu đầu với màu xanh. Trước Leicester, Man City đã bộc lộ rất rõ hai vấn đề. Thứ nhất là họ tỏ ra quá dễ bị tổn thương trước những mũi nhọn tốc độ của bài cáo là Harvey Barnes và Jamie Vardy. Thứ hai, Man City không có bất cứ một tiền đạo thực thụ nào
khi cả Sergio Aguero lẫn Gabriel Jesus đều vắng mặt vì chấn thương, và đá cao nhất trên hàng công của họ ngày hôm đó là Raheem Sterling. Tuy nhiên, cả hai vấn đề này đều hứa hẹn sẽ được khắc phục trước cuộc đối đầu với Arsenal diễn ra vào ngày 17 tháng 10. Về hàng phòng ngự, trận đấu vừa qua, Pep Guardiola đã gây bất ngờ khi cất Emerick Laporte lên ghế dự bị. Thay vào đó, ông sử dụng Eric Garcia và Nathan Ake, và mọi thứ đã trở thành một thảm họa. Eric Garcia chính là cái tên đã để Jamie Vardy thoải mái tung cú đánh góc điều nghệ đến bàn Ederson, đồng thời phạm lỗi với số 9 bên phía Leicester trong tình huống mà sau đó cầu thủ này đã thành công nâng tỷ số lên 3-1. Rõ ràng, cơ hội cho Eric Garcia được ra sân trong trận đấu lớn như với Arsenal sẽ là không cao. Thay vào đó, Emerick Laporte sẽ được trở lại. Ngoài ra, cũng đừng quên tân binh Ruben Dias, người vừa cập bến Etihad. Bởi vậy, nên hàng thủ Arsenal sẽ phải giải mã độ khó lớn hơn nhiều so với những gì mà Leicester City đã phải đương đầu. Còn trên mặt trận tấn công, tài năng trẻ Liam Delap dù chưa thể hiện được nhiều ở trận đấu với Leicester, thế nhưng với việc có thêm thời gian để chuẩn bị, có lẽ nếu được ra sân ở trận đấu gặp Arsenal, Delap có thể làm tốt hơn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc pháo thủ sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ hơn. Sau khi trở về từ Etihad một tuần, đối thủ tiếp theo của Arsenal là Leicester City. Với những gì mà đội bóng của Brendan Rodgers đang thể hiện, người hâm mộ pháo thủ bằng lồng đồn có lý do để cảm thấy lo lắng. Trên hàng công, The Foxes có một sát thủ đáng sợ, Jamie Vardy. Nhìn những bước chạy và phong độ làm bạn của anh, thật khó để tin tiền đạo người Anh năm nay 33 tuổi. Thời điểm hiện tại, Vardy đã có sự hưng phấn tâm lý cực kỳ lớn. Điều này thể hiện rõ và đánh góc thành bàn vô cùng ngẫu hứng vào lưới của Man City, cũng như phong cách sút penalty cực kỳ tự tin và quyết đoán của anh. Thế nhưng, sức mạnh của Leicester đó chỉ nằm ở một mình Vardy. Họ còn sở hữu một Harvey Barnes có tốc độ không kém, một Yuri Tillemans có thể tung ra những đường truyền tạo cơ hội bất cứ lúc nào, một Timothy Castagne vẫn đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp của mình trong lần đầu đến với đảo quốc sương mù. 12 bàn thắng sau 3 vòng đấu, tương đương cứ mỗi trận Leicester lại xé lưới của đối phương 4 lần, một hiệu số quá khủng khiếp, và nó lý giải vì sao bầy cáo mới là những người đang ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng, chứ không phải là nhà đứng kế vô địch Liverpool. Arsenal không có mối thù hận sâu sắc với Manchester United như Liverpool, thế nhưng trận đụng độ giữa họ và Quỷ Đỏ luôn là một sự kiện tâm điểm của cả xứ sương mù. Và ở mùa giải năm nay, cuộc đụng độ đầu tiên giữa hai thế lực bóng đá Anh một thời sẽ diễn ra vào ngày cuối cùng của tháng 10. Thời điểm hiện tại, Man United đang gặp rất nhiều vấn đề cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Mùa hè năm nay, đội chủ sân Old Trafford được cho là sẽ mang về rất nhiều tân binh để giải quyết những bài toán đã đặt ra từ mùa giải trước. Thế nhưng trong số không ít những bom tấn mà họ đưa vào tầm ngắm, Donny van de Beek là người duy nhất đến được với nhà hát. Giống như Arsenal, hàng thủ đang là yếu điểm lớn nhất của đội bóng vùng Tây Bắc nước Anh. Họ đã thua Palace 1-3 ngay trong trận khai màn và suýt chút nữa trở thành rổ đựng bóng nếu như Brighton không đen đủ đến mức đội bóng chạm nhiều lần vào khung gỗ của David De Gea. Sau trận đấu với Brighton, Marcus Rashford nói rằng điều mà United cần phải cải thiện chính là tinh thần. Thế nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Nếu như Arsenal biết cách khiến cho hàng thủ mong manh của Man United lộ ra sơ hở, cơ hội giành chiến thắng trước kỳ phùng địch thủ ngay tại Old Trafford là không hề nhỏ. Những ngày qua, Arsenal đang được giới truyền thông nhắc đến nhiều với Jose Mourinho, và nhiệm vụ đánh sập Old Trafford chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu như pháo thủ thực sự chuyên môn được nhạc trưởng Lyon. Thế nhưng tất nhiên, sự cẩn trọng không bao giờ là thừa với đội bóng thủ đô, khi mà hàng thủ của họ cũng chẳng khá khẩm hơn đối thủ quá nhiều. Còn Bruno Fernandes, Rashford lại là những ngôi sao có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu, kể cả khi Man United lâm vào tình cảnh tuyệt vọng nhất. Rõ ràng, dù là Man City, Liverpool, Man United, Leicester City hay Sheffield United, đó đều là những thử thách với độ khó cực lớn dành cho Mikel Arteta và đội bóng của ông. Liệu cựu trợ lý của Pep Guardiola sẽ ứng biến với nghịch cảnh này ra sao? Hãy cùng đón xem với cả bóng đá. Cái chặng đường mà Mikel Arteta và Arsenal đang đi hiện tại nó giống như một cái chặng đường trước cơn bão vậy đó. Ông đã xuất phát trong một cái ngày bình minh rất là đẹp trời, và sau đó ông đi vào vùng tâm bão. Và nếu như Mikel Arteta cùng với các cầu thủ của mình vượt qua được cái giai đoạn này, giai đoạn tiền Giáng sinh, thì chắc chắn cái đoạn đường sau đó nó sẽ có cầu vồng, nó sẽ có ánh nắng và rất nhiều điều tươi đẹp đang chờ đợi Mikel Arteta cùng với pháo thủ thành London. Nếu thích video này, hãy cho chúng mình một like và một lượt đăng ký bên dưới. Đừng quên nút chuông để không bỏ lỡ những video khác của kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.